Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hello Ellen Gia. Hello mọi người, lại là Ellen Gia. Thì ngày hôm nay là ngày Thanksgiving ở bên Mỹ nè, là họ chơi Thanksgiving. Mà trong cái đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa của mình á, thì sẽ ngày hôm nay là có ngày lễ tạ ơn mọi người. Cho nên là sáng nay là mình sẽ đi lễ. Và cái ngày ở bên nước Mỹ này á, thì đa số người ta sẽ là theo đạo Thiên Chúa. Cho nên là mấy cái ngày mà về bên đạo á, thì người ta ăn rất là lớn. Đó, thì hôm nay á, đa số mọi người đều được nghỉ làm và được nghỉ học. Thì ngày hôm nay thường á, là ngày lễ tạ ơn này là mọi người sẽ tụ họp gia đình, rồi ăn uống tiệc tùng đó kiểu. Đó, cho nên là trước tiên thì mình sẽ đi lễ. Và bây giờ mình sẽ để những cái hình ảnh mà ở nhà thờ ở đây cho mọi người xem. Đây là nhà thờ mình đi nè mọi người. Thì đây là nhà thờ của Mỹ, người Việt mình chỉ mượn để làm lễ thôi. Còn đây là vì ngày Thanksgiving á, cho nên là có những người có phát đồ ăn cho những người mà người nghèo á mọi người. Đó, cho nên là mọi người đang xếp hàng rất là đông để nhận đồ ăn. Đó, đây là ở phía trong nhà thờ nè. Thì là có nhà thờ Mỹ nhưng mà có lễ Việt Nam, tại vì người Việt mình mượn nhà thờ để làm lễ á mọi người. Còn đây là lúc mà cha đang chuẩn bị đi lên cung thánh để làm lễ nè mọi người. Đó, mọi người đang chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị cho buổi lễ. Rồi khi mà cái đoàn hát thì cha sẽ đi lên, cho nên là mình sẽ quay đến khúc này thôi nha. Tạm biệt mọi người, mình sẽ không có quay trong giờ lễ được. Mọi người hãy xem tiếp để xem ngày Thanksgiving và ngày Black Friday của mình như thế nào nha. Tuyết rơi rồi mọi người ơi. Ai da. Ừ, bữa nay nó báo bữa nay thứ năm tuyết nè. Ôi trời ơi. Mọi người ơi, mình mới mua được 10 tờ vé số của nhà thờ để số vào Tết đó mọi người. Đó, thì bây giờ là bắt đầu từ bây giờ là mua vé số. Sẽ mua 10 tờ, hy vọng năm nay có một chút may mắn. Bây giờ đang tuyết quá nè. Mình vừa mới đi lễ xong, bây giờ mình sẽ về nhà thay đồ rồi mình sẽ đi qua nhà cậu của bà chị họ để ăn tiệc Thanksgiving. Lỡ quen rồi. Đi vô. Lên miếng nữa. Trời ơi, văn đèn đồ đây nha. Chị Tấn đi. Ok, vậy chạy qua nhà chị Tấn đi nha. Rồi chị Tấn về. Hello chị Nhi vlog. I like turtles. Give me secret. Bánh tráng đi, cơm cháy đi. Lấy cái chai đổ cơm cháy cho tao. Dưới. Ngon chưa quý vị? Hàng Việt Nam chất lượng cao nha, ship từ Việt Nam qua luôn. Wow, nấm mì. Ngon chưa? Đây là gỏi nha. Đây là gỏi Út làm. Đó. Đây là bánh tráng cơm cháy của Út mua. Gỏi vịt luôn. Gỏi bò, gỏi vịt. Đây, gỏi vịt đây. Món đặc biệt không như các bạn. Mình không ăn thức kỳ. Tại vì châu Á mình không có thích ăn thức kỳ. Thường những ngày này là mọi người sẽ ăn gà Tây. Nhưng mà nhà mình không ăn gà Tây. Tại vì gà Tây không có hợp. Ăn vịt Tây. Không hợp khẩu vị. Đúng rồi, nhà mình ăn vịt Tây nha mọi người. Đây là vịt Tây. Mọi người ơi, đây là cái tủ lạnh free nha. Tủ lạnh này chỉ xài được mùa đông thôi nha. Đây là rau câu nè mọi người ơi. Rau câu dừa, yêu cầu, đó. Tủ lạnh này được kìa. Quá dữ luôn, tủ lạnh này để được biết bao nhiêu thứ. Tủ lạnh đựng được cả thế giới. Bên làm gì ở bên? Làm nhớ cái mũ này không? Hồ Dự Tình. Quay, làm gì ở bên? Ê,
Bên. Đây, thịt sườn ăn cơm tấm nha mọi người ơi. Tất cả là đồ nhà làm hết. Cơm tấm. Đó, nguyên cục sườn bự chà bá lửa luôn. Em ăn cơm tấm sườn nướng. Đây là một dĩa cơm tấm sườn nướng em đã sẵn sàng. Cái này là cái dĩa sẵn sàng đặc biệt cho lên anh ba thân yêu của em. Cầu đây là anh ba thân yêu đây. Chỉ em một cái roi nữa nhưng mà em không được. Xin lỗi mọi người nha. Trời ơi mọi người ơi, em ăn cơm dư món nha mọi người ơi. Mãi vui mãi vui. Em duy nhất chỉ một đêm gì mọi người có rảnh thì ghé nhà Hồng Nguyễn nha. Đây là cua nè mọi người ơi. Cua này cua gì vậy bác? King crab. King crab. King crab. Hấp cua ăn nha. Đây là cái thùng cua. Đây là cua tuyết mọi người. Snow crab cluster. Cua tuyết nha. Đó. Hấp cua ăn thôi. Ngon bổ dưỡng chất lượng. Đây là muối ớt xanh là để ăn cua nha mọi người. Cua. Cua. Alaska. Đó. Cua. Cua đã được rã đông, đã nóng. Cua này là chín rồi, mình chỉ hấp sơ lại thôi mọi người. Đó, giờ lấy ra ăn thôi. Yeah. Nóng lên thôi, cái này nó chín sẵn rồi. Cắt lấy cua nha mình. Bẻ ở giữa cái thân á. Đó, bẻ ở giữa. Từ thôi. Wow. Hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ chấm với muối tiêu xanh. Muối tiêu xanh nha mọi người. Muối tiêu xanh. Trời ơi sao mọi người hấp. Cái này muối ớt xanh. Muối ớt xanh. Ui, đổ. Đổ. Nè, chấm chấm nha. Trời ơi mọi người ơi, mọi người ơi. Trời ơi, nó ngon quá nha. Mập hết nha. Yeah, yeah, yeah. Đông đá nhưng mà nó không có bị bở luôn nha mọi người. Ngon lắm. Cái này là mình mua ở cái này mua đâu vậy bác? Mua Baker. Mua cốt cú. Chị Lý ơi, chị Linh kêu Baker. Baker hả? Baker. Trời ơi, ta đi mua. Ngon. Nó không có loại này, nó chỉ có loại dài. Dài em xin lỗi quý vị. Ngon lắm nha mọi người. Mình có quay cái hộp rồi đó mọi người. Đây, mọi người vô bây cờ. Vô bây cờ tìm. Mọi người nè, khi mà follow cái direction của chị Lý á thì mọi người sẽ ra được như thế này nha. Bỏ ra coi. Đó. Giống em luôn. Chị cha nói là đặt gì cũng biết, chị nói không nói mình đi gánh tay thì lấy rồi. Cái đòn gặp chị Kim Anh rồi xong bó tay luôn. Khi mà mọi người anh trai nó vẫn như thế này quá. Thấy chưa, mình cũng làm được. Quá wow, cái chấm đi. Em đi, em xếp hàng đi lấy. Mấy cái lịch đâu. Mấy bé học giỏi quá. Đây, lấy được quên một. Mà bỏ một chỗ mà xếp đi. Lũng lắng, lũng lắng. Chấm vậy không hay là mơ chị có trưởng ca đàn thôi. Chị có trưởng ca đàn. Tại vì hỏi sao đàn của anh. Có phải chưa anh nói là chị cũng nghĩ như vậy liền. Mấy người cần phải yêu vậy. À ý là của em nói là mỗi người một ca đàn một cuốn thôi. Chắc cha nói là mình biết ngay là hai ca đoàn, ý là hai ca đoàn nắm được. Trong mấy cái này là có thịt thích luôn nha quý vị. Đó. Và cái phần của mình giữ. Bỏ là có tội á. Cắt nhỏ ra. Trời ơi. Trời ơi, nhiều quá chị Lý. Không hề quá. Chị không nhớ nên coi YouTube của tụi con. Nó lát đẹp.
con có YouTube á, cho tụi con lên coi. Cho tụi con được view á. Có tiền, để tụi con có tiền. Nè, cái mẹ này đây là mẹ thứ hai nè quý vị ơi, mẹ thứ hai nha. Chuẩn bị thăm thêm mẹ thứ ba. Mẹ này là chắc mình nghĩ em rồi. Chuẩn bị làm mẹ thứ ba nha. Đây là dàn những game thủ. Ok, over, ok. So, có cái súng. Rồi, có cái hand. Rồi, sau đó. Trời ơi, cái nón dễ thương quá vậy. Mất tiêu rồi. Trời ơi, súng, súng phóng lựu. Bên đây còn một nhóm. Ồ, chị Linh không có. Tội nghiệp bà chị già, mấy đứa nhỏ bị mấy đứa nhỏ kích ra. Đây một em, thêm em này nữa, đó thành một team bốn người. Ủa, em mày ngồi cái ghế gì vậy? Em mày ngồi bô hả? Em mày hôm nay ai làm tóc cho em mày vậy? Ai làm tóc cho em mày á? Mẹ. Mẹ làm hả? Xinh gái quá vậy? Đẹp gái không? Em mày đẹp gái quá hả? Mày. Giờ lô tô đến rồi. Mọi người ơi, lô tô đi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Một cô gái chọn một cái này màu xanh, một cái áo màu xanh, cái quần màu xanh. Everything màu xanh. Cái này cũng màu xanh nha mọi người. Ok, everything xanh, con heo xanh, dứa màu xanh, L. Độc quyền đó, dứa độc quyền. Con gái xanh từ trên xuống dưới. Hôm nay cô gái này chơi màu hồng. Không biết số phận của ấy có hồng không. Sau quá nhiều lần thua thì cô gái này đã ém bùa. Ém bùa. Rồi bỏ tiền vô nha, 2 đồng. Ém bùa. 2 tờ. 1 đồng 1 tờ nha. Mình chơi rẻ bèo thôi, 1 đồng 1 tờ. Lô tô đi quý vị ơi. Rồi chuẩn bị nha mọi người. Số đầu tiên 62, 53, 55. Số nào hiện có nào? 58. Sau khi thua 20 mấy đồng thì chị Lý Đô đã kinh. 19. Chàng trai gọi lô tô khổ nhất năm. 8. 33. Hai người hai bên ép. 51. 29. Ủa. Đi con em. Con chào cô chú. Xin chào các bạn. Ok bye. Nghe nghe. Giới thiệu hôm nay ăn gì đây? Nè bé Sam, đi con ăn gì vậy con? Ăn cháo đậu xanh. Cháo vịt. Cháo vịt đậu xanh. Ăn đi con. Ăn nước không vậy má? Má ơi. Ok bye bye đi rồi. Mọi người đang chơi trò gì vậy? Chơi trò gì? Điên chơi trò gì vậy Điên? Chơi gì? Chơi trò chơi. Khỉ leo cây. Cưỡi khỉ. Khỉ leo cây. Khỉ chở khỉ đi chơi. Trời ơi. Xuống hay đi nữa? Con xuống thì anh Lâm chết á. Anh Lâm chết á. Anh Lâm muốn chết rồi kìa. Anh Lâm sắp chết rồi kìa. Không muốn đi xuống nữa chứ. Một,
Làm đi. À, từ từ. Nào, một. Ta làm đi. Ok. Giờ đổi qua chơi xì dách nha mọi người ơi. Đổi qua chơi xì dách luôn. Bên trời ơi. Bên này á. Trời ơi. Dữ lắm nha. Chơi lô tô thì chơi xì dách là ăn dữ. Mọi người ơi, thấy mà ghê chưa? Hai con này rồi bốc lên con này, quá dữ. Trời ơi, mọi người ơi, nhìn đi, tôi có hơn không cơ chứ, mà tôi chơi có một đồng. Tâm pin. Mali lại cho bên nhà em ngay, Curry. Fail. Mọi người ơi, thì hôm nay là thứ 6, ngày 29 tháng 11 là Black Friday. Hôm nay mình cũng được nghỉ, cho nên là mình tranh thủ mình ở nhà mình làm, mình trang trí cây Noel này. Mà không biết cái này có phải cây thông không nữa. Cái hộp là cây thông, mà không biết ở trong có để cây thông không. Để khui ra thử. Mà bây giờ mới trang trí cây thông là cũng hơn đẹp nữa. Có mấy nhà là người ta đã làm từ rất là lâu rồi. Tại bên này cái ngày Noel đó người ta chơi lớn á, kiểu trang trí sớm á, làm sớm kiểu có không khí Noel nó lâu hơn. Sơ thấy toàn là dây điện không, mà không biết có cây thông không. Có cây thông mọi người ơi. Cái cây thông này của nhà mình là cũng rất là khá cũ rồi đó. Xài cũng lâu năm rồi. Cái này gắn sao đây ta? Mỗi năm là mình, nhà mình trang trí cây thông Noel ở dưới kìa, để mình cho mình xem. Mỗi năm là sẽ trang trí cây thông Noel ở dưới này, chỗ này ngay góc này nè, đó. Nhưng mà năm nay thì số lượng quà đã tăng lên nhiều hơn, cho nên là cần thêm một chỗ rộng hơn một tí, nên là lên trên cái khu trên này chơi thì nó sẽ rộng hơn, chụp hình cũng đẹp hơn, sáng sủa hơn, nên là di chuyển lên đây. Gì vậy? Mỗi
Wow. Để mình cho mọi bộ đồ. Đây chính là cái bộ đồ mà ca đoàn mình chuẩn bị để cho năm nay hát nè. Năm nay không có chơi áo dài nữa đâu nha. Chú anh Nabel. Nhiều thể loại bát trâu mua từ lâm hết. Xem đây là chiếc là cây thông Noel đó, ở dưới là sẽ có một cái miếng lông này nè, đó nhìn rất là xinh. Rồi ở đây mình sẽ làm những cái trái này đó, như vậy thôi, sơ sơ như vậy. Rồi có gì update sau. Bây giờ là tới giờ soạn quà, gói quà nha mọi người.
Đó, Black Friday chỉ có vậy thôi, không có đi shopping gì hết. Chỉ có shopping online thôi. Tại vì bây giờ ở ngoài đang rất là lạnh lẽo, ra ngoài đường rất là lười, cho nên là ở nhà shopping online cũng vẫn được giảm giá nha mọi người. Không cần phải xếp hàng, không cần phải ra đường, chỉ cần nằm ở nhà lướt điện thoại là đã có đồ ship về tận nhà. Đấy. Học xoáy. Mọi người ơi, đây là một số trong một đống những cái món quà mà mình đã chuẩn bị được. Đây là chỉ là một số trong một đống thôi nha, còn rất là nhiều sau này nữa. Mọi người hãy chờ xem vlog Giáng sinh của mình. Cái vlog Giáng sinh của mình để xem bọn mình mở quà, khui quà chơi Giáng sinh đồ này kia các kiểu nha. Thì mọi người hãy nhấn nút subscribe, và kế bên cái nút subscribe có cái bên cái nút subscribe á là có cái chuông á mọi người. Mọi người nhấn vào cái chuông thông báo đó để khi nào mình ra video mới thì nó thông báo cho mọi người, để mọi người không có bị bỏ lỡ. Còn bây giờ thì mình đeo túi chuẩn bị lên đường đi đi shopping. Đi vòng vòng coi có gì mua được không.